Em đi đâu? Ra đây con. Nè, chào các bạn ạ. Các cầu thủ đang tập dượt rồi. Chuẩn bị. Nhỏ đấy nhỉ. Còn chưa ăn, chưa ăn gì sẽ đá bóng nữa. Phùng đầu nữa. Ra đây con. Và trên sân đá có sự có mặt và hiện diện của ngài đại sứ Dương Hoài Nam, đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Những cái bắt tay để cổ vũ tinh thần cho các cô gái của hai đội bóng. Những bó hoa tươi thắm của ngài đại sứ tới hai đội tuyển. Và trên sân đã có rất nhiều những phóng viên, nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp để chụp lại tất cả những lưu hình ý nghĩa và đẹp nhất trong ngày hôm nay. Trên sân đã có rất nhiều những cổ động viên của hai đội, và đặc biệt đó chính là Đặng Phan Hâm Mộ, đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam của chúng ta. Bà con kiều bào và sau đây chúng ta sẽ đến với nghi thức chào cờ Cộng hòa Séc. Đầu của trận đấu và có vẻ như một không khí ngày hôm nay và thời tiết khá là ủng hộ, mặc dù có một số hạn quân. Những pha bóng quyết định đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay, những giây phút đầu tiên. Các cố gắng của chúng ta đã chạm sang hết phần sân của người tuyển Úc Đô. Đi ra, một lần xem. Và hiện tại bây giờ thì trên sân với một bầu thời tiết rất là lý tưởng. Hay quá, tuyệt vời. Chết, sang đi. Đúng rồi, thấy sâu. Gần hơn quá đó, còn một. Ui giời ơi.
Không chỉ là các cô gái đội tuyển nữ quốc gia của chúng ta và các cổ động viên hãy cổ vũ cho cả hai đội bóng để thể hiện cái tinh thần giao hữu đoàn kết giữa hai đội bóng cũng như là hai nước. Đâu vào đi, đâu vào đi. Không còn nửa ngó đâu, bỏ đi. Bỏ đi, không có sang được. Ngồi im đây. Bảo con ngồi là ngồi, không đi đâu hết. Bạn ngồi đi qua, con hỏi mặt, con hỏi mặt nhé. Bạn đừng sợ nhé, không ngồi hẳn vào. Bảo là Việt Nam mình mà đừng sợ nhé. Đừng có dâu ra nhiều thứ quá, không ai xem được. Đó, kỹ thuật, kỹ tính. Sau trong đội tuyển ngồi chúng ta bóng đầu tiên của trận đấu ngày nay rất là quyết liệt đến từ hai đội tuyển. Quá chuyên nghiệp. Thôi, bóng đi hơi dài. Tiếp tục là quả lên cho các cầu thủ Brazil. Và ngay từ bây giờ thì trên sân đã có rất nhiều những cổ động viên, những fan hâm mộ của bóng đá nữ Việt Nam. Và đây chính là một trong những yếu tố thuận lợi để các cô gái của chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn. Rất nhiều các bà con Việt Nam của chúng ta đã có trên sân. Hay. Yeah.